thời gian qua, công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã diễn ra đồng bộ, mạnh mẽ. Cả hệ thống chính trị và cộng đồng chuyên nghiệp, người dân đã chủ động tích cực tham gia triển khai. Và đến nay, Đà Nẵng đã liên tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên hành trình chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh. Mới đây, theo kết quả đánh giá hết xếp hạng về chỉ số chuyển đổi số cấp bộ cấp tỉnh DTI năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số ở khối địa phương. Đây là năm thứ ba liên tiếp thành phố dẫn đầu về chỉ số này. Kết quả này thể hiện nỗ lực lớn của Đà Nẵng trong chuyển đổi số. Thành phố đã có nhiều giải pháp để người dân thuận tiện khi sử dụng dịch vụ của chính quyền, cùng với đó là tổ chức phát triển nguồn nhân lực số một cách bài bản, đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đổi số nhanh và bền vững. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số đến năm 2025. Trong đó họ xác định phát triển nguồn nhân lực trong bốn nhóm đối tượng: các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp công nghệ thông tin và doanh nghiệp sử dụng công nghệ số, các cơ sở giáo dục đào tạo và trong cộng đồng xã hội. Nguồn nhân lực nó đóng cái vai trò quyết định trong cái việc cái rằng là à, triển khai đối với cái chuyển đổi số. Do vậy rằng là sở cũng đã tham mưu cho ủy ban dân thành phố rằng là cái kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thì dựa trên cái kế hoạch phát triển nguồn nhân lực này làm sao để bảo đảm được cái sự thu hút đối với rằng là cái nguồn nhân lực được đào tạo trong với lĩnh vực công nghệ thông tin và một số các lĩnh vực. Đà Nẵng đang xác định cách tiếp cận chuyển đổi số dựa trên ba trụ cột chính gồm hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng thông minh. Trong đó hạ tầng, dữ liệu là cơ sở nền tảng ứng dụng thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để đánh giá hiệu quả. Thành phố Hút cũng đã ban hành nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định chuyển đổi số là động lực, chìa khóa quan trọng để giải quyết các điểm nghẽn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Chuyển đổi số là hành trình liên tục lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển. Trên hành trình đó, để chuyển đổi số thành công, yêu cầu tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, làm việc nào dứt điểm việc đó, có trọng tâm trọng điểm, kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, ứng dụng và dữ liệu số đã có đi đôi với đổi mới sáng tạo và quan trọng nhất là cần có sự tham gia, đồng hành, ủng hộ không chỉ từ hệ thống chính quyền thành phố mà còn từ cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được so với hướng mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra, công tác triển khai chuyển đổi số trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn còn gặp nhiều rào cản. Năm 2023, Đà Nẵng đã chọn chủ đề chuyển đổi số là khơi thông nguồn dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Đây vừa là quyết tâm mạnh mẽ, nhưng cũng là thách thức để thành phố không ngừng đổ lực phấn đấu đưa chuyển đổi số tiếp tục lan tỏa đến với mọi người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.